Suốt 30 năm, người mẹ này phải đớn đau nhốt đứa con của mình trong phòng tối vì sợ tấn công người đi đường. 30 năm, 3 thập kỷ, bà phải đau khổ, luôn ôm một mối lo. Vì thấy bao nhiêu người người ta mạnh là người ta ngồi trong uống cà phê cả ăn cháo ăn hủ tiếu, còn con mình ở trong này không biết chừng nào ra được. Nhưng nỗi lo đó đã bị xua tan khi tụi mình đến để hỗ trợ bà. Giờ đây thì con trai của bà đã được tỉnh táo và khỏe mạnh, không còn giam trong buồng tối nữa. Bà Bảy đã có lúc ước nguyện rằng con khỏe mạnh thì mẹ có thể nhắm mắt xuôi À, tay. con trai con mẹ sao? Người trẻ của mẹ hơn À. bởi chào mà người dây Rồi cho nữa. để nghe cái nó lại cho mọi người một cái số đây. Không nói vậy nghe không được. Đợi đứt dây còn khi nói lời cha mẹ mất rồi biết kiếm sao đây. Nói đàng hoàng cho mấy anh nghe. Và rồi bà đi một cách nhẹ nhàng và câu dặn dò năm nào không còn nghe bà dặn nữa. Và chặng đường còn lại thì anh ý sẽ phải đi chính bằng đôi chân của mình. Bên kia thế giới, bà vẫn dõi theo con trai và cầu nguyện con luôn được khỏe mạnh. Mẹ nghe tiếng ai không? Cái mẹ cái miệng đó đó cái này nè. Phong, cái chị hỏi Phong gì? Phong bụi, cái chị nói cái tiếng sao thì nghe không được. Cái chị mới nói mẹ nói rõ thôi, ai vậy mẹ có biết tiếng không? Phong bụi, nhớ vậy đó. Là qua bữa sau là mẹ chỉ mất. Bà Bảy hay dạy anh ý mấy cái câu nói về tình mẫu tử như là ngồi buồn nhớ mẹ thuở xưa. Rồi gì nữa anh ý? Mẹ nói gì? Ngồi buồn nhưng mà thời xưa miệng nhai cơm bụng là cái xương. Rồi sao xong sau rồi sao? Xong 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 không lợi lo lại được ly À, rồi gì nữa? mà đi về chợ ăn lâu mà về mới nhau sau cái vui có nghe xe lửa gọi có ra đâu mà cho vui vui can À, rồi gì đêm nữa? đêm mỗi mỗi Đêm 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 sao? mỗi lúc đẹp lên trời rồi cho cái trai về sau để con. Kính thưa các bạn, ở đây là anh Ý mà mình đã từng có một cái thước phim dài chia sẻ về sự thay đổi diệu kỳ. Và chỉ trong vòng một năm qua thì anh Ý cũng đã có sự thay đổi rất là lớn rồi. Bây giờ mình đến gặp thử anh nhớ mình không? Đây, thấy ai đây không? Anh Phong. Phong, nghe giọng là biết rồi ha. Dạ. Hổm giờ chỗ ngủ anh có chật chội hay có cái gì không? À, không. Không ha. Dạ. Sức khỏe anh sao rồi? Yếu. Yếu. Là sao? Yếu như thế nào? Dạ. Yếu là như thế nào? Nó nhẹ ạ. Nó nhẹ trong người ha. Anh ý thì hồi xưa thì bệnh giống như anh Cường mà mình đã từng chia sẻ đó. Bây giờ thì anh ý bị tiểu đường cho nên là dẫn đến cái đôi mắt của anh sẽ không thấy được rõ như người bình thường. Nhưng mà tinh thần cũng đã có sự tỉnh táo, có nghĩa là được đi ra ngoài, có thể nói chuyện được mọi người và không còn kích động như trước nữa. Do uống thuốc nhiều cho nên là khiến cho cái cơ thể của anh á nó lên cân khá là nhiều. Còn sau đây khu bếp, tối là ai ngủ ở đây? À, không có ai. Đây là cái giường này là ai nằm? Dạ, em. Anh ấy nằm về đây luôn Dạ, ha. Bả dạ. nhài nó nằm đó đó cưng. À, ngủ rồi bật quạt rồi có sữa đấy, sữa của ai nè? Dạ. Sữa của ai nè? Không biết. Sữa của mẹ mất để đời cho nó uống. Biết không? Vẫn chưa biết hả? Dạ. Mẹ anh hay dạy anh câu nói gì? Đọc cho em nghe đi. Câu thơ gì á? Đi. Câu gì? Đi. Cái gì? Xong sau Xong sao? đi ra. Xong sau. Không biết quên à. Quên rồi. Mẹ Xong. đâu? Mẹ Mẹ đâu? đâu ra kêu mẹ cho anh Phong gặp kìa. Dạ. Nói mẹ ơi có anh Phong Dạ rồi. đi. Mẹ có dặn gặn. Lúc mà bà Bảy còn khỏe thì bà Bảy dạy cho anh ý rất là nhiều điều. Mẹ đâu? Dạ trên giường. Giường đâu? Dạ. Kêu mẹ, mẹ dậy cho anh Phong gặp mẹ. Trên giường đó. Chia sẻ với mọi người đây là cái giường hồi xưa là bà Bảy nằm ở đây ngủ và sau đó thì bà Bảy mất rồi, đến bây giờ lý vẫn chưa biết được cái chuyện là mẹ đã mất. Mình cũng không dám nói to và nói cho anh ý hiểu được câu chuyện như vậy vì sợ rằng là biết mẹ mất thì có thể là kích động cho nên là tất cả mọi người đều giấu. Anh chỉ biết là mẹ đang nằm ở đây thôi. Bây giờ mình hỏi thử là mẹ đâu thì anh chị đúng không nha? Anh ý ơi, Dạ mẹ đâu? mẹ trên giường
Giường đâu? Đó, nằm giường đó. Mẹ nằm giường đây ha. Dạ. Kêu mẹ thử đi. Mẹ ơi. Mẹ mà. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ tên gì? Tên Thắm. Ghế nè nè. Ngồi ghế đi, ngồi ghế đi. Dạ. Yeah. Đây nè. Nhiều đứa nét về không biết về. Ờ, chị ba, chị ngồi đây em hỏi thăm một tí. Bây giờ em mà trò chuyện với chị thì anh ý anh biết không? Anh có nhận thức được cái chuyện là mẹ đã mất không? Không, không biết. Hôm vừa rồi thì bà Bảy biểu hiện như thế nào rồi bà Bảy? Như chị đi bán về lúc 11 giờ, cái chị thấy mẹ bà nằm. Cái chị hỏi mẹ, mẹ sao mẹ nằm vậy? Thường thì chị về thì mẹ ngồi dậy, mẹ bưng đồ tiếp vô. Kêu Ý ơi bưng đồ thì nó ngồi bên đó đó. Cái hỏi Ý mẹ đâu, mẹ nằm. Cái chị lại kêu mẹ thì mẹ đứng, mẹ không nói chuyện được. Cái chị đỡ lên, cái chị mới nói mẹ sao mẹ kỳ mẹ. Bắt đầu chị kêu taxi chở đi xuống bệnh viện lớn dưới á. Xong rồi là xuống dưới là nói chị mẹ chị bệnh tim, giờ chở đi Cần Thơ đi, mà qua Cần Thơ là cả 100 triệu chị không có khả năng đi. Cái chị nói thôi giờ cho nằm bệnh viện này đi, rồi cái nằm bệnh viện này điều trị được 9 ngày xong cái mới cho về xong rồi được 3 ngày. Cái mẹ chị là cũng như là cho tuần lễ về đặng xuống tái khám, mà mới có 3 ngày là bắt đầu phát bệnh lại. Chở xuống thì ở bệnh viện nói giờ có đi nữa cũng không có can thiệp được. Giờ trong tim mẹ chị như là mấy ổng không có nói cho mình biết là cái cục máu đông, nhưng mà mấy ổng nói giờ không can thiệp được trong cái tim nữa. Thì chị mới thấy vô trong siêu âm á, chị thấy cái tim mẹ chị là có cục máu đông bằng cẳng cái vậy, nó giật lên giật xuống vậy đó. Đó là trong vòng có mấy bữa là mẹ chị bắt đầu suy xuống từ từ vậy đó. Rồi cái chị nói thôi giờ cho chị xin về đi. Giữ vô phòng hồi sức, chị nói vô chổng cũng mất à. Rồi về được 3 ngày là mẹ chị qua ngày thứ 3 là mẹ chị mất. Và khi mẹ mất thì mình lo hậu sự thì rất là nhiều người đến nhà mình. Vậy sao anh ý vẫn không biết được cái chuyện là mẹ đã mất? Thì cũng vẫn biết, ngày đó nó biết. Nó biết xong rồi đi chôn rồi thì nó cũng không biết. Ví dụ ra gờ cái hòm thì nó biết. Nó dẫn ra đây là cái hòm của mẹ nghe. Hồi vô chổng rồi thôi. Là không nhận thức được là mẹ đã đi rồi. À không biết. Rồi hàng ngày thì anh sinh hoạt anh có nói gì về mẹ không chị? Không. Có hỏi mẹ ở đâu hay là mẹ ăn cơm hay như thế nào không? Không có hỏi. Rồi có nhắc về mẹ trước mặt chị không? Không, chị hỏi nó à. Thường chị hay hỏi như thế nào? Trời ơi, mẹ đâu ý, cái nó nói mẹ ăn trước con ạ. Cái gì nó mẹ mất cơ cứ ăn trước hoài à. Cái nó nói mẹ nằm trước á. Chị nói không, mẹ chết rồi. Nhưng mà nó cũng không nhận thức là mẹ chết nữa. Nó cứ nói mẹ nằm trước á. Chị nhớ hồi xưa bà Bảy hay dạy anh ý mấy cái câu nói gì không? Những câu nói mà về tình mẫu tử rất là nhiều. Nhớ từ cái câu nói vậy. Bữa đó nè, đang nằm bệnh viện là bữa đó bà hôn mê. Cái bữa sau bà tỉnh. Cái cưng mới đăng cái clip gì để cái chị mới đưa cái lỗ tai vô cái máy vô lỗ tai mẹ. Chị nói mẹ nghe tiếng ai không? Cái mẹ cái miệng đớ đớ cái này nè. Phong. Cái chị hỏi phong gì? Phong bụi. Cái chị nói cái tiếng sao thì nghe không được. Cái chị mới nói mẹ nói rõ thôi. Ai vậy mẹ có biết tiếng không? Phong bụi. Nhớ vậy đó. Là qua bữa sau là mẹ chỉ mất. Bà Bảy hay vậy anh ý mấy cái câu nói về tình mẫu tử, như là ngồi buồn nhớ mẹ thuở xưa. Rồi gì nữa anh ý? Dạ. Mẹ nói gì? Ngồi buồn nhưng mà thuở xưa. Bên nhà cơm bụng là cái xương. Xong sâu rồi sao? Xong sâu không lợi là lại đừng đi. À, rồi cái gì nữa? Mà đi về chợ lâu mà về mới nhậu sâu cái dùi có nghe chè được. Rồi có ra đâu mà chắc mua dùi can. À, rồi cái gì đêm nữa? Đêm à, mỗi lúc lên trời. À. Rồi cho cái trai về sau để con. À, đọc theo từ từ. Đêm dạ. đêm gì? Mỗi đốt đèn trời. Đêm nhớ đốt đèn trời. Cầu cho cha mình không có.
cầu cho cha mẹ sống đời với con. Dạ. Mẹ đâu? Mẹ nằm giường. Mẹ nằm giường. Hay là biết nhưng mà không dám nói sự thật. Không phải, cứ nói nó vô tư rồi. Bây giờ em bé vậy. Rồi hôm mẹ mất có đụng vô quan tài á, có nói gì không chị? Không có nói gì chưa, chảy nước mắt. Anh ý chảy nước mắt. Mấy cái ngày chị nuôi mẹ chị bệnh viện á, ở nhà ăn Hà nấu cơm cho ăn. Cái bữa nó mới nói vậy nè. Hồi bữa nay mà không ăn cơm chị Hà nấu ở đâu, hỏi sao vậy? Nhớ mẹ hay gì nữa, nhớ mẹ. Cái bữa mẹ về cái hỏi Hà hỏi à, sao mà mẹ về xong lại gần mẹ đi cái lợi cái mẹ ơi cái nó bắt đầu qua bển nó ngồi nó khóc. Còn nhớ mẹ không? Dạ. Nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ mẹ như thế nào? Dạ. Nhớ mẹ như thế nào? Không biết. Bữa nay mẹ có bới cơm cho ăn không? Dạ. Mẹ có bới cơm cho ăn không? Không. Và mẹ đâu không bới cơm? Mẹ nằm giường. Sao mẹ nằm hoài mẹ không ăn không bới? Hả? Sao mẹ nằm mà mẹ không bới cơm cho ăn? Hả? Dạ. Mẹ có giận không mà sao mẹ không bới cơm cho ăn? Sao vậy? Không biết. Sao không biết? Không gài mẹ có lấy đồ tắm cho mày không? Dạ. Mẹ có đi sẵn đồ cho tắm không? Ai sẵn đồ tắm? Chị. Rồi mẹ đâu? Mẹ bệnh hả? Mẹ nằm. Mấy bữa bà con chị lại đi thăm, ghé nhà thăm á, không có chị nhà với mẹ chị nhà, cái xô cửa đi vô hỏi mẹ đâu rồi, đi nhà thương hết rồi. Cái gì đó. Biết đó chứ. Biết nhưng mà cái chết này không biết chết. Tưởng cứ tưởng tượng là bệnh như nằm nhà thương á. Ừ, con nít à? Ừ. Cho ăn thì ăn rồi, cho kêu gì làm nấy chứ không biết gì chứ. Bình thường thì mỗi buổi sáng á là đòi mẹ cho ăn. Ừ. Thì bây giờ còn đòi nữa. Không, chị để đồ sẵn vậy đó. Sáng chị đi lên chợ sớm chị bán chè thì sao? Rồi chị để đồ sẵn, khuya chị nấu cơm sẵn á, rồi chị để cho ăn. Ôi, chắc nhờ chị tốt em mấy nha, em chị đi thấp á. Ai hỏi không biết gì hết trơn á, ta nói gì. Đi. Chị mới cúng cơm mà. Mới cúng cơm. Bữa nào chị cũng về nấu cơm cúng. Đi lại đây nè, đốt nhang mẹ nè. Hả, mình Đạt cũng vậy, đưa nhang đốt chứ con không biết ở đâu mà cắm ở đâu. Cầm cái nhang. Dạ. Giái mẹ coi. Mẹ. Mẹ tên gì? Tôi không. Ừ. Dạ, cho mẹ hết bệnh. Dạ, cho mẹ hết bệnh hả? Dạ. Ba nữa, ba đâu? Ba ở đâu? Ba... Họ đi đâu rồi? Ừ, thấy không? Cưng thấy không? Ba chết mấy năm mà cũng đâu có biết gì đâu. Vô tư như em bé vẫn không biết gì trơn trời. Đứng nhiều có bị té không chị? Không, té nhưng mà lạnh như nó mỏi hay cái gì, cái cơ nó giật cái đó. Anh Ý ơi. Dạ. Đọc lại em họ tên của mẹ. Luôn mẹ tên Luôn Thị Thắm. Mẹ bao nhiêu tuổi? Không biết. Mẹ hiền hay là khó tính? Mẹ hiền. Mẹ hiền như thế nào? Dạ. Mẹ hiền như thế nào? Không biết. Mẹ có gầy không? Mẹ có la không? Không. Mẹ to, mẹ mập hay mẹ ốm? Mẹ mập. Mẹ mập hả? Dạ. Cho hỏi lại, mẹ mập hay mẹ ốm? Mẹ ốm. Ừ. Sao mới nói mập? Có mập. Mẹ hay nói gì với anh ý? Dạ. Mẹ hay dặn gì? Mẹ dạy nói chuyện. Nói chuyện gì? Tập nói đó, đi mới có dặn gạn đó. Mẹ mày tập xong, đi. Xong sao không gọi là đừng đi. Mẹ hay dặn anh ý câu gì nữa? Buồn nghe thời xưa. Mẹ nghe cứ bụng lên là cái xương. Rồi mẹ có dạy anh ý hát không? Không. Anh ý có nhớ là mẹ thứ mấy trong nhà không? Thứ sáu. Sai rồi. Thứ sáu hả? Bên ngoài là thứ sáu. Vậy là phía nhà nội là thứ bảy. Dạ. Yeah. Nội là thứ bảy. Nhà mình là có bốn anh chị em. Yeah. Mẹ đặt tên bốn anh chị em tên gì?
Hai tên gì? Tên Đồng Hiếu. Thằng Thị Hảo. Thằng Chị Tư. Thằng Thị Như. Thằng Giang Ý. Ờ, cả gia đình đó là Hiếu, Thảo, Như Ý. Anh hai Đặng gì? Đặng Hùng Hiếu. Rồi chị ba? Đặng Thu Thảo. Rồi chị Tư. Đặng Lê Như. Rồi Lý. Đặng Văn Lý. Anh có nghe tiếng cầu kinh không? Không. Kê nghe tiếng thầy chùa đọc không? Dạ. Có nghe tiếng thầy chùa đọc không? Không. Máy đọc đó. Hôm qua ông thầy tụng, nó hỏi còn tụng nữa không? Hôm qua cúng 21 ngày. Lúc mà mẹ mất á, là con anh có lên giờ không chị? Nó không có thấy cưng ơi, rồi cũng dẫn nó ra, đặng cho coi mặt, đặng rồi đóng nắp hòm á. Nó đâu có thấy đâu, dẫn nó ra, dẫn rồi nó chắp tay với nó biết gì chứ. Nhưng mà sao lại có những lúc anh khóc? Không biết làm sao, nó chỉ thấy tự nhiên nó ngồi, cái nó vuốt vuốt mặt nó là nước mắt nó tuôn vậy đó. Rồi hỏi nó thì nó không trả lời vậy đó. Nó vuốt mặt nó vậy thôi à. Hồi xưa mẹ chị có nói với em một câu như này nè, là chị mong cho anh Ý là không còn quậy phá nữa, tỉnh táo và khỏe mạnh thì bà Bảy cũng yên lòng. Ừ, bà Bảy sống được 2 năm nữa, nhà đẹp bà Bảy sống được 2 năm nữa. Nhưng mà từ lúc sửa nhà đến giờ thì bà Bảy sống được khoảng 1 năm thôi. Chưa đầy 1 năm. Tháng 10 mới đầy, tháng 10 mới được 1 năm. Lúc em xuống em thăm á thì anh Ý còn ở trong căn phòng kia kìa. Và bà Bảy yếu lắm. Nhưng mà vì thấy là lo, còn nỗi lo cho con, cho nên là chưa yên lòng. Nhưng mà sao cứ thấy mấy tháng sau bà Bảy là khỏe, tươi tắn ha. Chị nhớ lúc mà anh Ý khỏe mạnh á thì bà Bảy nói câu gì không? Bà Bảy nói á, cái anh Ý khỏe rồi nhà đẹp, bà Bảy có thể sống được 2 năm nữa. Mà giờ đột ngột quá, không có mê muội, không có gì trơn á. Thấy nằm bình thường, tỉnh táo. Đi bệnh viện về mấy ngày đầu cũng về tỉnh, nói chuyện bình thường nha. Nhớ em chị về nó còn nói này nói kia với mẹ, rồi bà cũng nói bình thường không có gì. Thì cái bữa lễ đó là nhập viện lại, bữa lễ 29 á, cái chị kêu tụi nó về, tụi nó con chị nó cũng về. Chứ nhớ em chị về thì nó mới vừa nhỏ em chị 6 giờ xách giỏ đi, lên tới chợ là 10 giờ. Một nhỏ nghe em chị đi 1 giờ chiều nên tới chợ là 6 giờ. Rồi cái thằng con chị 7 giờ nó ra, nó ngoại ngoại, con đi ngoại thì nước mắt mà ngoại chảy. Thì đi lên tới chợ là 10 giờ, là 10 giờ 45 là mẹ chị mất, 10 giờ 45 đêm là mẹ chị mất. Đi rất là nhẹ, không có dùng dãy mà không có gì chứ. Em nghĩ rằng là bà Bảy, bà thấy là mọi thứ cũng đã yên rồi, sức khỏe bà yếu bao nhiêu năm rồi, thì cái việc bà đi nhẹ nhàng như vậy á cũng là cách cho bà cảm giác thấy được giải thoát. Thì hôm nay từ lúc mà bà mất tới giờ em không có dịp xuống nhà để thắp nhang, thì hôm nay em xuống em thăm cũng thấy là bà Bảy ra đi một cách nhẹ nhàng thì cũng yên tâm ha. Cái thứ hai nữa thì kể bản thân chị và tất cả mọi người cũng đã giúp cho mẹ là chấp nối được ước mơ. Anh Ý khỏe mạnh, có căn nhà mới. Đáng lẽ ra thì bà Ý nói rằng bà Bảy nói với mình rằng là bà sẽ tiếp tục sống 2 năm trong căn nhà mới này, nhưng mà chưa được 1 năm thì bà đã ra đi rồi. Nhưng mà sự ra đi của bà nó không mang lại sự đau đớn. Nhiều người trước khi mất á phải trăn trối đau đớn, cấp cứu đủ thứ việc hết. Nhưng mà bà Bảy ra đi thì như một cái giấc ngủ thôi. Thì em cũng chúc chị ba bán chè được hơn, rồi có tiền để phụ cho anh Ý ha. Anh Ý có nói gì với mẹ không? Chưa mẹ dạy không? Dạ. Có nói gì không? Không. Nói sao mẹ không dạy không? Vô từ nói nhép gì? Nhép miệng vậy hoài đó. Không biết làm sao nữa, nhép nhép, mỗi lần nhép vậy la nó thì nó im. Mới nói gì hả? Ừ. Dạ. Mới nói cái gì trong miệng á? Không có. Mới nói mà. Không biết. Ngồi vậy đó, nhép miệng vậy tối ngày vậy đó. Mà chị hỏi nó gì thì nó im ra, nó không trả lời mà hả? Mới nói cái gì? Anh Ý? Dạ. Mới nhép cái gì miệng á? Không biết. Chị hỏi thì nó im, không hỏi thì nó nhép vậy đó. Có khi nào buổi tối ngủ cái nhớ mẹ khóc không? Không, chị không thấy. Dạ. Nó vô mùng là nó ngủ luôn rồi.
do thuốc á. Thuốc bây giờ còn nhiều không chị? Còn uống chừng khoảng 2 tuần nữa hết rồi. Uống rai rai ha. Rồi em xin phép nha. Yeah.